Chào mừng bạn đã đến với kênh YouTube của Itomobile Channel. Cách đây khoảng tầm gần 1 năm, mình có một video chia sẻ về việc là người dùng vẫn lựa chọn iPhone 10S Max nhiều hơn là lựa chọn iPhone 11 này, mặc dù là một chiếc máy mới ra mắt ở thời điểm đấy. Bởi vì là đơn giản thôi, iPhone 10S Max khi đó thì rẻ hơn iPhone 11 khá là nhiều. Nhưng cho tới thời điểm hiện tại, khi mà hai chiếc máy này chênh nhau chỉ còn gần 1 triệu đồng mà thôi, thì lựa chọn chiếc máy nào là tối ưu hơn, là hợp lý và ngon hơn thì hãy cùng mình chia sẻ trong video này nhé. Nếu các bạn đã quan tâm đến cả iPhone 10S Max hay là iPhone 11 thì có thể tham khảo tại Itomobile thông qua đường link mình để phía bên dưới phần mô tả của video. Trước tiên vẫn sẽ là độ thiết kế của hai chiếc máy này. iPhone 10S Max thì nó giống như là một phiên bản phóng lớn lên từ cái chiếc iPhone 10 mà thôi, cũng không có điểm gì đặc biệt. Camera thì đặt dọc, rồi khung viền thép và mặt lưng kính. Trong khi đó, đối với iPhone 11, mặc dù vẫn sẽ là một cái form thiết kế khá là giống với iPhone 10S Max, nhưng nó đã có sự thay đổi rất lớn ở cụm camera. Từ đó thì nó sẽ giúp cho người ta có thể dễ dàng biết được đây là một dòng sản phẩm mới đến từ nhà Apple. Thì nói chung là cái vấn đề này nó tùy thuộc các bạn mà thôi. Thế nên ở cái phần ngoại hình này, nếu như các bạn muốn có một cái thiết kế nhìn nó mới mẻ hơn, cụm camera vuông, và sau này nếu muốn độ lên vỏ của iPhone 12 dễ dàng thì lựa chọn iPhone 11. Còn đối với iPhone 10S Max thì chúng ta sẽ có một thiết kế mặc dù nó hơi cũ kỹ một tí, nhưng dù sao đi nữa đây cũng là một cái form, một cái thiết kế, một cái build, những cái chất liệu của một chiếc máy cao cấp. Bởi vì đơn giản thôi, đây là chiếc máy ở phân khúc cao cấp nhất khi mà Apple ra những chiếc iPhone dòng 10S. Quay ra với phần màn hình thì đây cũng là cái thứ mà chiếc iPhone 10S Max mang tới cho chúng ta những trải nghiệm tốt hơn, tuyệt vời hơn. Bởi vì sao? Nó có màn hình lớn hơn, kích thước là 6.5 inch, rồi độ phân giải là Full HD Plus, và chúng ta cũng có tấm nền OLED mang tới trải nghiệm màu sắc tương phản xịn sò hơn, tuyệt vời hơn rất là nhiều so với chiếc iPhone 11 này. Mặc dù nếu như các bạn chỉ sử dụng một mình iPhone 11, mình đang nói đến việc là các bạn chỉ sử dụng iPhone 11 thôi, thì các bạn vẫn sẽ thấy đây là một cái màn hình đủ tốt, nó đủ mịn để cho chúng ta có thể dùng. Nhiều bạn thì cứ nhìn vào thông số rồi bảo là ui rồi màn hình HD cộng nó rỗ lắm thế này thế kia. Nhưng nếu như các bạn sử dụng bình thường thì các bạn sẽ không thấy được cái độ rỗ này đâu. Nhưng nếu như các bạn đặt cạnh hai cái màn hình này thì các bạn sẽ thấy rằng cái màn hình của iPhone 11 nó thua rất nhiều so với màn hình trên iPhone 10S Max. Thế nên nhá, nếu như bạn để ý nhiều đến việc thông số mà không quan tâm đến việc trải nghiệm ra sao thì hãy lựa chọn cái chiếc iPhone 10S Max để có một cái thông số màn hình cũng như những trải nghiệm màn hình là tuyệt vời nhất. Còn nếu các bạn cần một cái màn hình đẹp đủ dùng mà thôi, không quan trọng nhiều đến phần thông số, thì hãy lựa chọn iPhone 11 cũng được. Nhưng mà viền con máy này thì dày thực sự các bạn ạ, nó dày lắm. Đó là những thứ mà các bạn cần phải biết giữa hai chiếc máy này. Còn lại thì phần tay thỏ nó cũng sẽ cho chúng ta kích thước tương đồng như nhau, và cái tốc độ mở khóa bằng Face ID thì nó cũng sẽ tương tự, không có điểm chênh lệch ở đây. Tới với thứ tiếp theo, đó chính là cấu hình. Thì iPhone 11 chắc chắn ở thời điểm hiện tại nó vẫn mang tới cho các bạn những trải nghiệm tốt hơn, tuyệt vời hơn, mở app tất cả các thứ đều nhanh hơn, hay là thậm chí về độ ổn định khi mà các bạn chơi game thì chiếc máy này nó vẫn sẽ ok hơn. Đó cũng đã là những thứ mà iPhone 11 nó hơn rồi. Còn nếu như để mà sử dụng hàng ngày với những tác vụ app cơ bản thì hai chiếc máy này nó cũng không chênh lệch nhau quá nhiều đâu. Nên các bạn cũng không cần phải đắn đo, chủ yếu đó là khi các bạn chơi game nặng thì các bạn mới thấy được sự khác biệt giữa hiệu năng của con chip Apple A12 và Apple A13 trên hai chiếc máy này. Còn về bộ nhớ RAM cũng như là bộ nhớ trong thì phiên bản base của hai sản phẩm này chúng ta đều có 4GB và 64GB bộ nhớ trong. Thế nên quan trọng về việc đó là các bạn sử dụng máy để làm gì, để làm việc hay là để chơi game, sử dụng tác vụ nhẹ hay là tác vụ nặng thì hãy lựa chọn cho mình chiếc máy phù hợp hơn nhá. iPhone 11 hiệu năng kiểu gì thì kiểu nó cũng vẫn sẽ là tốt hơn so với iPhone 10S Max ở nhiều những cái tác vụ khác nhau. Rồi, cho tới cái phần camera trên hai sản phẩm này. Thì đối với iPhone 11 chúng ta có hai camera, một camera wide và một camera ultra wide. Trong khi đó đối với iPhone 10S Max thì nó sẽ là một camera wide và một camera tele. Ở thời điểm hiện tại thì mình thấy nhiều bạn trẻ sử dụng camera wide và ultra wide nhiều hơn, nên mình cũng sẽ dành một điểm vote cho chiếc máy này, nhưng đó sẽ chỉ là số đông mà mình thấy thôi. Còn đó không biết là có phải có cả bạn hay không. Cái đấy thì nó sẽ tùy thuộc vào nhu cầu của bạn nhé. Nhưng về chất lượng hình ảnh thì iPhone 11 vẫn mang tới cho chúng ta một chất hình ngon hơn với chi tiết tốt hơn nếu như các bạn so sánh 9 ly. Bởi vì trên thông số thì nó cũng sẽ đều là camera 12MP, nhưng mà chiếc máy này nó cũng đã được cải tiến về cái phần cảm biến để giúp cho chúng ta có những bức hình tốt hơn. Và ít nhất các bạn cũng sẽ có thêm cái tính năng đó là
chúng ta có khả năng chụp đêm để có những bức ảnh khi mà chụp thiếu sáng nó cũng sẽ là tốt hơn. Còn lại về khả năng quay video hay là chụp hình xóa phông thì hai chiếc máy này mình đánh giá là nó sẽ tương đồng như nhau. Đối với chiếc iPhone 11 này thì nó cũng sẽ sử dụng chính cái cảm biến chính để mà chụp hình. Thế nên nó cũng sẽ mang tới cho chúng ta cái khả năng xử lý noise, nhiễu hạt một cách tốt hơn so với chiếc iPhone 11 Max này khi mà nó sử dụng cái camera tele để có thể chụp hình xóa phông. Đơn giản nó là như vậy. Còn lại thì về tính năng quay video thì hai sản phẩm này đều cho chúng ta chất lượng chống rung là tốt như nhau, khả năng thu âm tốt như nhau và đều có thể quay được 4K 60fps. Thế thôi. Cuối cùng là về dung lượng pin thì iPhone 11 ăn chắc ở khoản này rồi. Bởi vì iPhone 11 là chiếc máy ra sau, thế nên về độ mới của pin nó vẫn sẽ tốt hơn so với chiếc iPhone 11 Max này. Và thêm nữa đó là về dung lượng pin thì chiếc iPhone 11 nó cũng sẽ nhỉnh hơn. Từ đó thì về tổng thể khả năng sử dụng pin trên chiếc máy này nó luôn luôn là tốt hơn so với iPhone 11 Max ở thời điểm hiện tại. Hai chiếc máy cũng sẽ đều hỗ trợ chúng ta khả năng sạc nhanh 18W thông qua công nghệ Power Delivery. Nói chung ở hai sản phẩm này, nếu như các bạn không sử dụng với nhiều tác vụ quá nặng, chơi game nặng trong thời gian dài, cũng như là các bạn cần một cái màn hình đẹp và camera đủ tốt để có thể dùng thì có thể lựa chọn iPhone 11 Max. Trong khi đó thì iPhone 11 sẽ dành cho những ai chỉ cần một cái màn hình vừa đủ đẹp, hiệu năng nó phải thật sự tốt và cũng như chúng ta cần camera với chất lượng nhỉnh hơn hẳn so với chiếc iPhone 11 Max. Mức giá thì iPhone 11 sẽ nhỉnh hơn một chút so với iPhone 11 Max. Mình thì mình vẫn vote iPhone 11 Max. Còn các bạn thì các bạn sẽ vote cho máy nào? Xin một comment để lại ý kiến các bạn phía bên dưới phần luận của video. Video của mình dừng lại tại đây nhá. Các bạn cảm thấy hữu ích đừng quên để một like, share và subscribe kênh YouTube của Itu Mobile. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.